Như tiêu đề của video, Vlogmas số 2, mình muốn đưa mọi người đi cùng mình đến concert của Blackpink ở Paris. Trước hôm concert diễn ra, mình cùng Dung và anh Dũng đi sắm sửa nốt outfit cho sự kiện trọng đại này. Tranh thủ đi chơi, nhân tiện ngắm nghía đường phố và các trung tâm thương mại xem họ bày trí cho Noel như thế nào. Và mình đang xù xì để xem mà tối nay sẽ ăn món gì. Rất là căng thẳng. Bằng cốc. Chỉ có ăn thịt rau thì không. Anh xem. Tôi sống hết. Bò mà đúng không? Ngon quá. Shopping haul của mình. Lần này là Black Friday ấy, nên là mình cũng mua được khá đồ. Mình có thể nhìn thấy trên màn hình đây chính là outfit mới của mình. Cái áo da này là mình mua của Naked, trông thời thượng hơn so với cái áo fit body. Nhưng mà ở trên toàn thế giới thì mọi người cũng đã biết rằng là tái mốt lại cái item oversize. Chất da nó rất là dày dặn và form tuyệt vời, không có gì để nói cả. Trong mặt chiều cũng rất là mượt. Mình nghĩ đây cũng là một trong những item classic và mọi người có thể cân nhắc một cái đai như này để tạo dáng bò ống cũng vô cùng tuyệt vời. Một item tiếp theo cũng đến từ nhà Naked, đó chính là cái áo len này. Kiểu cổ lông và tay lông như này rất là yêu mọi người ạ. Trên nhiều trang Instagram của các influencer Việt Nam, KOL Việt Nam, mọi người cũng mặc kiểu này rất là nhiều. Cái Naked thì có cái dáng cổ tròn như này. Nhưng ngoài ra mọi người cũng có thể có những cái lựa chọn là dáng cổ tim. Thay vì cúc ở đây thì mọi người cũng sẽ có cái kiểu chỉ có nơ buộc ấy, thì cũng rất là sexy. Đối với mình thì mình rất là ưng cái item này, trông rất là công chúa luôn. Mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của mình với cái item này thì mọi người có thể kết hợp với cả cái quần loe này hoặc là một cái chiếc đen cũng rất là xinh. Mua cái item này để diễn Tết thì nhìn chung là nổi bật, rất là nổi bật luôn. Item tiếp theo vẫn đến từ nhà Naked, đó chính là cái áo len như thế này. Cái áo này thì là bản đúc của một cái top ở bên Jacquemus. Cái len này nó rất là mềm luôn. Mục đích mình mua cái áo mẫu này là gì? Khi mà kiểu ngoài trời đang là từ -2 đến 0 độ, thì thực ra là cái áo này mình mua để diện cho cái concert Blackpink cuối tuần này mình đi. Thì mình thấy là đây là một trong cái trang phục mà trông mà nó sexy mà trông nó cũng rất là nổi bật. Không hề đơn giản vì là mình sẽ phối nó với cả một cái bra ở bên Zara. Thì cái áo bra này của Zara thì là một cái áo bra đơn giản thôi, nó làm bằng len. Năm nay thì là mốt là cargo. Thì ngoài cái cargo màu beige, full beige mà mình đã mua ra, thì mình có mua một cái cargo màu trắng này của Stradivarius. Cái cargo này của Stradivarius thì mình không thích bằng cái bên Pull and Bear vì là cái chất của nó lại là chất cốt tông. Mình prefer là một cái cargo nó cái dáng nó hơi ni lông một tí, thì để cái lúc mà mình mặc lên thì nó sẽ rủ cái ống xuống thay vì là đứng ống như là bên Stradivarius. Mình rất muốn là có một cái item là một cái quần cargo màu trắng. Thế nên là lý do tại sao mà mình vẫn mua của Stradivarius. Và cái outfit này là cái outfit mình đi Blackpink, mình đã kiểu lên concept mấy tuần rồi ý, kiểu rất là đau đầu luôn. Thế nên là thôi, mặc dù là nó cũng không quá là ưng ý mình, nhưng mà mình quyết định là mình vẫn giữ cái item này. Và bên nhà Zara thì năm nay mình mua hai cái sản phẩm, một là cái bra vừa nãy và cái bò. Thực ra mà nói là mình không biết là nó có trên web của Zara luôn, cho đến khi mà mình nhìn thấy một chị KOL ở Việt Nam mặc, là chị Su. À không, nhưng không phải là chị mà là em Su.
lại kém tuổi mình. Cái này của Zara siêu xinh luôn mọi người ạ. Và siêu đắt. Mình nhớ là mình mua ở đâu đó khoảng 60 euro, 1,5 triệu tiền Việt Nam chiếc váy này. Nhưng mà cái chất thì thôi, không phải nói, cái màu thì tuyệt đỉnh luôn. Màu bò mà vintage ấy. Sau đấy thì ở bên trên cái phần top này này, cái phần cúp ngực lại sống trông giống như một cái quần. Đấy, nên nhìn trông rất là ăn chơi. Cái pack đồ cuối cùng đến từ Shein. Lần này thì mình mua bên Shein những cái gì đây? Lab Warmer. Để cho mọi người nhìn. Đấy, đấy như thế này. Xinh lắm à. Đi này kiểu yêu ơi là yêu trong UV ấy. Thì mình có mua hai màu, rồi màu trắng và màu đen. Hãy mọi người hãy follow Instagram của mình để nhìn mình phối đồ Lab Warmer đen nhé. Bên cạnh đó thì mình có mua mấy đôi tất trắng. Mấy đôi tất trắng hiện tại mình đang đi đây. Thì để đi với cả mocassin và đi với cả đôi giày thể thao. Và một đôi hình bèo bèo như này xinh lắm mọi người ạ. Vậy là xong cái haul nho nhỏ của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À, hôm nọ trên Instagram thì có một số bạn là hỏi mình cái top phải mua ở đâu. Zara nha mọi người. Năm nay là mốt kiểu xuyên thấu ấy. Bên trong thì mình chỉ có mình dẫn được thôi nên là mình không cởi được cái áo ra cho mọi người xem. Nhưng mà đấy, và mặc ăn chơi lắm, mặc rất ăn chơi vì là nó xuyên thấu mà. Đi chuẩn bị make up các thứ cho concert tối nay. Trời hôm nay rất là nắng đẹp. Hai chị em sẽ đi make up xong ngồi ra check in ở sân vận động sớm để được chụp với banner. Kick in the door, waving the coco. Chị em mình đã make up xong rồi đây. Thì hôm nay là make up lúc ngày hôm nay như sẽ như thế này. Trông rất là rose và Lisa không ạ? Chúng tôi rất là sẵn sàng để đi Blackpink rồi. Thì bây giờ bọn mình sẽ ra sân vận động để check in trước với banner. Ui quá mọi người của Blackpink đang nhảy để quay clip tạo hoạt động ở bên ngoài concert. Mình với cả Dung thì đã đến và chụp ảnh xong rồi. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là -2°C nhưng mà bọn mình vẫn đang rất là cố gắng rồi đấy. Mong là bên Blackpink hiểu và tuyển hai chị em vào làm staff nhá. Đây là sân vận động Accor Arena, nơi tổ chức Blackpink concert ở Paris. Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến nơi rồi, các anh của tôi đây. Sao đi mua thế? Đi không hiểu. Đến sớm làm gì đâu. Thôi, đến sớm quay clip cho người ta chứ Adidas à? Ui, ui, điên rồi. 5 giờ. Sau em là check in à? Quang ngồi, anh Quang. Ăn. Chung là bọn mình đang rất là đói. Ôi vào rồi. Ôi vào rồi mọi người ơi. Bọn mình đã đi vào đến nơi rồi đây. Hiện tại ở đây thì nó rất là kín gió luôn. Nên là tha hồ tí nữa, quẩy là không sợ lạnh. Hiện tại thì có một cái tin buồn, đó chính là Hồ bị sót lại một thành viên vì là có một cái vé trong 5 cái vé bọn mình mua bị một ngày, mua nhập vào cái ngày mai, thế nên là bị sót một thành viên. Buồn quá. Sẽ lớp mình qua.
Bây giờ bọn mình sẽ đi đến cổng N. Here we go. Yeah, đây là lần đầu tiên anh Hiếu được đi concert ở Pháp. Pháp. Trong cuộc đời anh luôn. Chưa bao giờ đi ở Việt Nam luôn. Đi mấy cái concert của Hoa Học Trò ấy. Chuẩn bị Blackpink ra để xem. Chuẩn bị gặp bắt tay à? Thank you.